Dạ, em xin được chào toàn thể mọi người ạ. Nay em giới thiệu mọi người ít hàng đấy. Để đặt hàng thì xin mọi người liên hệ em qua số điện thoại là 0388 480 747. Em giới thiệu qua mọi người nữa ạ. Đây, số 123 là ba kìm cộng lực MCC. Đây là mấy cái kìm tuốt dây điện. Em cắt tuốt dây đó. Ít kìm. Đây là ít đục, đây có hai cây kìm này nữa. Đây ít đục. Và thêm mấy cái búa đinh. Đinh. Xin đi vào chi tiết luôn. Đây là số 1. Cái kìm của MCC. MCC. Đây có da vàng đây. Đây cái trước con nó là 21 ạ. Em cắt thử dây thép U40. Cắt dây về 40 ok. Ở giá số 1 là 130. À cái đây. Đây nó có cái quai này nó bị đứt rồi. Nó bị đứt cái quai này này. Anh em nào lấy về thì chế thêm cái dây cột nó lại. Ở giá số 1 là 130. Số 2. 2 này, 1cc. Biết đi ra bao. À, đây phần lưỡi này. Còn rất là đẹp luôn. Cái này con nó cũng dài 21 phân ạ. Giá nó là 150 số 2. À, số 3 cũng vậy nè. Sáng hơn tí, sáng hơn cây kia tí. Rất ok. Giá của số 3 để lấy cũng 150 luôn ạ. Số 3 150. Số 4 là cây kìm tuốt cắt tuốt dây đấy. Đây hãng ở đây. Mấy tiền cho vào. Đây có da vàng sau nữa. Rồi, cái này thì nó nhỏ, nó kích thước đây 220 nào, 20 phân rưỡi. Dạ.
Giá số 4 là 101 ạ. Số 5. 5 là cây này của Maxwell. Này thì là nó bị chóc phần sơn này. Cái hình thì cũng à. Lưỡi cắt cái thì vẫn còn ok, nhưng mà bị mất chóc phần sơn thôi. Cắt cái này nó dài hơn, nó có phần bầm cốt đây nữa. Đây nó còn như cây này thì nó ngắn thì nó có phần ở đầu thôi, còn đây nó còn nó có thêm cái này nữa. Và cái lưỡi cắt thì nó nằm ở ngoài đây. Đây này cũng mắc veo đấy. Cái này nó là cái dài nó 23 năm. Rồi, giá số 5 là 100. Số 6. Số cũng của Marvel. Rồi, cái này là số 6, giá 120. Dài nó cũng 23 năm. Rồi. Số 6, số 7. Cái này mắc veo luôn. Mắc veo. Cái này thì cái lưỡi cắt nó nằm trong này. Giá số 7 là 130. Đây. Trước nó được cái này nó ngắn nó được 22 năm. Số 8 là về của nó từ. Nó từ đây. Cái số 8 này giá 130 nữa. Trước nó 22 năm. Rồi. Cái số 9 là cái kìm nguội. Cái này thì nó không có vỏ ạ. Victor. Thì dấu dít đấy. Phần lưỡi cắt răng. Cắt đây. Cắt rất là ngọt luôn. Cái này chiều dài nó là 18 năm. Số 9 là giá là 100 ạ. Số 9 là 100. Số 10. Cái kim. Để hàng nó đây. Dấu rít ạ.
Cây này vỏ hoa dài, còn nành nặn nguyên. Răng lưỡi cắt ạ. Cắt rất là ngọt đó. À, số 10 à, giá 5.4, chiều dài của nó đây 18 năm. Okay. 11 là cây của thằng Mary, cái này còn rất là mới luôn. Đây, Mary. Rất là đẹp. Đây cái này đó, nó có phần răng ở đây nữa. Bên tròn này có răng. Này, chiều dài cái này được là 19 ạ. Vỏ nó dài 19 phân. Rất là ngọt, nhẹ nhàng. Số 11, cái này là giá 5.7. Số 12 là một cặp này của Fujiya, một cây kim nhọn, một cây kim đầu vàng. Fujiya đấy, cây kim mỏ nhọn. Cắt từ này, kích thước nó là cây này 18 năm, cây này nó dài 16 ạ. Rồi, cái cặp số 12 này giá là 2.4. Số 13, ba cây của Hồ Giang. Vỏ đều còn nanh nặn cả, không bị nứt, không bị rách nứt chỗ nào hết.
phần lưỡi, phần răng đó. Cái cây mỏ cong này thì nó không có răng đó. Nó bằng luôn ạ, cái mỏ cong không có răng gì hết. Này, cái kim đầu bàng này rất là mới đẹp luôn. Kim mà nhọn, cái kim mỏ cong này. Đó. Đấy, dao bằng này. Chiều dài cây này nó là 16. Đây là 15, 15 năm. Cắt thử. Rồi, ok. Đây này có lỗ tuốt dây nữa. Ở đây có hai lỗ tuốt dây. Rồi, ok. Cây này, cái kim đầu bằng này thì nó chiều dài nó đây được 16 phân. Cây này rất là mới, thẹp đen. Rồi bộ số 13 này là giá là 290. Số 13 ba cây này. Số 14 đây là cây một cây kềm dành cho các bác anh em bên gara, kềm chuyên dụng để kẹp ống dầu. Kẹp ống dầu. Rồi, kẹp là tự nó bóp ạ. Tự nó bóp nó khóa lại. Đây miệng nó thì bằng, miệng nó bằng không làm hỏng ống dầu. Đó. Còn nhả ra thì ấn vào. Đây miệng đây. Đó. Miệng thì nó làm bằng hai này thì nó kẹp vào thì nó ống dầu nó không bị bể, không bị hỏng. Anh em trước anh em hay dùng thì là dùng cái kìm bấm, kìm chết ấy. Mày kẹp, nhưng mà cái loại đấy thì nó có cái răng ở đâu, có răng thì nó dễ làm mày hỏng ống, bể ống đấy. Còn loại này thì là chuyên dụng cho cái việc này, kẹp là tại nó khóa, đến đâu nó khóa đấy, còn nhả ra. Đây, phần răng nó đang giữ này, hãng thì em cũng không rõ của hãng nào nữa. Đây, có ống kẹp ống vô. Đây, chiều dài của nó là được 20 năm, vâng, gần 2 năm ạ, gần 2 năm vâng. Mở ra ấn này. À, cái số 14 này giá là 106 ạ. Cái này loại này thì nó không có vỏ. 106. Cái số 15 là cây kìm bấm. Kìm bấm hay kìm chết? Của thằng gà. Kakuta. Kakuta đây.
Này thì rất thích hợp cho anh em thợ hàn. Có gì kẹp bấm. Kẹp hai chi tiết vào nhau rồi bấm nó. Kẹp bấm giữ nó lại. Thao tác rất là đơn giản rồi nhé. Đây nó có ốc chỉnh nhé. Kẹp bao nhiêu thì mình chỉnh đây. Cái khoảng kẹp tối đa của nó là được tầm 50 5 phân được tầm 50. Đó, mình mở hết ốc lên trên đây thì nó kẹp được. Đây là đâu 52 ni hết cỡ rồi. Thì có con đấu khóa nữa. Chiều dài đây thì nó là 25. Đây, còn khoảng này thì nó là 5 phân. Bấm. Hoạt động thì cũng tương tự như loại kìm chết của mình, kìm bấm chết của mình. Giá số 15 là 208 ạ. Số 16 là cây độc à. Đây. Cái này bản nó 10 phân ạ. Bản đây 10 phân là 100. Nó 100. Ra đây là 21 ạ. Đây của mô Cuba ra vào này rông ít, có rông rồi nhưng ít, đầu đóng vẫn còn đẹp. Này nó nặng là 700 g, giá của số 16 là 201, còn khá là đẹp nữa. 6 số 17. 17 là một cặp độc này. Cái nhọn cái dẹp này. Cái nhọn thì còn mới tinh. Cái độc dẹp này thì đây có sử dụng rồi. Mũi không được bén nữa này. Có dùng thế nha, về mài lại qua, mài sơ qua cho. Đây. Này có tem có chét mắc này, thân nó 10, cây nhục nhọn thân nó 19 đi, nó dài 201 hai trăm mấy thêm hay, còn cái còn đây cây lục dẹp Mokuba dạ vâng, lưỡi nó 19, lưỡi nó 19 đi. Chiều dài cái này 21 cho 10. Chiều dài cái đây là 19 ạ. Cây nhỏ là cây đục dẹp nó nặng 300 g, cây lớn là cây đục nhỏ là 400 g. Số 17 là giá 170 ạ. Số 18. Này thì hai cây lớn hơn. Nữa. Đấy còn tem ở đây trước thì có chữ chèn mắc về về vệ sinh nó mở mất. Ở trong cái logo đấy. Đây chén mắc cái này thân nữa nè, đây 22
lưỡi nó 20 năm, động lưỡi nó 2 năm. Cây này thân nó cũng 22 luôn. Hai cây này thân 22. 22 đi đây. Dài nó 21. 21 năm. Cây dọc nhọn là 24. Đấy. Cây độc dẹp là 600 g, cây độc nhọn là 620 g. Giá của số 18 là 250. Cây số 2, số 19. 19 chiều dài cây này, độc nhọn là 30. Cây độc dẹp đây nó là 19 năm. Tem chét mắt. Cái này lưỡi là 22. Thân nó là 19. Đây, cái này thân nó cũng 19 luôn. Cái độc dẹp là 420 g, còn cây nhọn là 620 g. Giá số 19 là 230. 19 là 230. Số 20 là một cây thước thủy và con dọi. Cúc dọi. Cúc này thì nó nặng 400 g. 400. Đây nó con gà trống ấy. Thì bên này mới tiền trà vàng. Cây thước thủy. Cái này của Asahi đấy. Asahi. Này thước bên đây. Chiều dài nó 30, 30 năm. Cả nó 4 phần. Đây nó 24, được 2, 2 phần 4. Cặp số 20 này giá là 230. 20. Hai mốt là một cây bố đinh này, nó vô nữa đây, kim với đinh da vàng này, còn nguyên tem. Rồi, không rất là đẹp nữa. Đây phần cán. Rồi, chiều dài nó 33 phân. Chỗ đây nó lớp 10, chiều cao lớp 12. Đây. Cái này nó nặng là 400 g. Cho 21 là giá là 180 ạ. Số 22, cây này thì cũng cùng, cùng hãng. Đây. Cùng hãng, cây này size S, cây này size M. Đây nó cũng mới tin ra vàng mà nó bị mờ mất.
Cây này thì mặt lưới, cây này thì nó trơn. Chiều dài đây đã là 39 phân. Chiều cao đây có 13 năm. Rồi, 13 năm. Thế nó nặng là 540 gram. Giá số 22 là 200 ạ. Số 23 là cây búa của Đầu Châu. Đây nó cái này nó đây 39 năm, chiều cao nó 13 năm nữa. Này thì nó nặng 530 gram, giá là số 23 là 180 ạ. Rồi số 24 cây búa cán sợi thủy tinh ạ, của Đầu Châu luôn. Để mấy tin ra vào. Cán vẫn còn nguyên. Đây, mặt lưới thì vẫn còn đẹp. Rồi, nó nặng là 650 gram ạ. 650 gram, chiều dài đây nó 39 ạ. Chiều cao nó 13 năm nữa. Chiều cao 13 năm.